Thưa các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trải nghiệm mới ha. Nấu cơm bằng sữa tươi ha. Gạo đã vo xong hai lần nữa. Giờ chúng ta cắt sữa vào vô. Sữa dâu ăn nó thơm. Rồi sau khi chúng ta đổ sữa đủ thì chúng ta đem đi nấu. Rồi sau khi chúng ta vo gạo đổ sữa vô, xong lên là cơm điện. Cơm điện lên chờ 15 phút. Rồi cơm đã chín, nghe rất là thơm vì lâu. Rồi ta xới ra một phần. Thơm màu hồng rất là đẹp. Chờ thêm, chúng ta chờ thêm khoảng 10 phút nữa là ăn được. Rồi, chúng ta chờ 15 phút đó. Ta đem lấy cơm ra ăn. Nhìn màu rất là sáng, rất là thơm nha các bạn. Thơm mùi sữa tươi thôi. Màu rất là giống xôi. Giống xôi bảy màu ở ngoài người ta hay bán. Nó ngọt rất thơm. Nó ngon các bạn. Thì cơm này rất là thơm, màu thì bắt mắt, nhưng mà rất là khó nuốt. Khuyên cáo các bạn ở nhà không nên làm theo, hoặc là ai thấy hiếu kỳ thì làm theo cũng được, không sao. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ, đăng ký kênh cho mình nhé.